Mình mới mua một cây phôi dưới dáng trực lắc ở trong Ninh Thuận chuyển ra các bạn. Đây các bạn, phôi dưới này đã về nhà mình được tầm khoảng 4 ngày rồi, cộng với tầm khoảng 5 ngày từ trong Ninh Thuận chuyển ra nữa. Và đến hôm nay mình mới có thời gian để trồng các bạn ạ. Một phôi dưới dáng trực lắc. Các bạn đừng để ý đến cái vẻ bị bịt bọc mà xấu xí này của nó. Một chút nữa thôi, khi mình trồng xong thì các bạn thấy thực sự đây cũng là một cái cây dưới đáng để chúng ta tham khảo các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ các bạn cách trồng cũng như dâm mủ một cái phôi dưới được mua qua mạng các bạn. Có đánh bầu đất nhưng mà thực ra cái bầu đất người ta đánh cho mình này cũng không chắc đã đảm bảo kỹ thuật đâu các bạn, cũng coi như là không đánh thôi. Cây dưới này thì nó ở đây mình đứng đến tầm này, nó còn một đoạn nữa khá dài. Vậy cây dưới này nó cũng rơi vào khoảng tầm 2,5 m đến 3 m các bạn. Nhìn nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà thực sự nó rất là cao các bạn. Thực ra trồng dưới nó đơn giản lắm các bạn ạ. Cũng có rất nhiều anh em bạn bè chia sẻ cái cách trồng dưới cũng rất là công phu, hữu ích. Thế nhưng mà mình cảm giác nó cầu kỳ quá, làm cho những cái người mới chơi cũng như là mới sưu tầm cảm thấy học hỏi nó hơi lãng trí bởi vì nó quá cầu kỳ. Mình xin chia sẻ các bạn một cái cách trồng phôi dưới, dâm mủ phôi dưới đơn giản nhất, đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt nhất và không quá cầu kỳ để cho chúng ta cùng nhau học hỏi. Đấy, mấy anh em giúp em cho cái cây này lên đây gậy. Lặng lắm đây chứ không phải. Nào, lên đây, anh đỡ gốc. Nhờ các bác ấy giúp. Đấy, anh chở lên đây xem. Vậy là mình đã nhờ mấy anh bạn hàng xóm vận chuyển giúp cái cây dưới vào trong cái vị trí trồng các bạn. Đây mình trồng cái vị trí đằng sau nhà vườn. Bây giờ là đến bước chúng ta phải xử lý cái bầu đất. Người ta khai thác, người ta bó bầu cho mình. Chưa biết là người ta bó như thế nào, mình đều phải xử lý lại cái phần rễ dập lát cũng như là kiểm tra lại cái phần bầu. Và mình sẽ để nguyên cái phần bó trên thân này các bạn. Bởi vì đằng nào chúng ta khi trồng xong chúng ta vẫn phải bó thân lại để cho cây nó đảm bảo cái độ ẩm không bị mất nước các bạn ạ. Và mình sẽ để nguyên cái phần bó thân cây này. Các bạn cũng xem lại cái hình ảnh của cái cây mà khi mà cái người ta bán, người ta gửi ảnh hình cho mình. Mời các bạn xem nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em luôn nha. Đây là một cây dúi nha. Dúi là cây hoàng anh mọc nha. Cây mới thay thế chưa nha. Đây là 30. Hoành là 30 nha. Nó cao là 2,1 m nha. Bầu dài là 40 nha. Rồi xây rộng. Cây dúi hoàng mọc, cây này co lắc rất đẹp nha. Khác là bột được lên nha, này rễ rất nhiều nha, cây dưới hoàng anh mọc nha, lắc thì tèm rất đều nha. Rồi, xin chào tất cả anh em và ủng hộ luôn nha. Vậy là mình đã bỏ cái bầu đất mà cái
người người ta khai thác, người ta bó cho mình các bạn. Bầu đất cũng rất là chặt. Khi mà mua những cây mà theo đường mua qua mạng như thế này thì các bạn phải kiểm tra rất kỹ cái phần bầu. Và nếu mà có những cái rễ mà lớn hoặc lễ rễ dập nát thì chúng ta phải cắt lại các bạn ạ. Đây, chúng ta cắt lại những cái phần rễ dập nát này. Để khi chúng ta trồng xuống thì đảm bảo là cắt lại những cái phần rễ dập này, những cái rễ tổn thương này, nó không mọc được đâu các bạn, nó sẽ thối hết. Và nếu chúng ta không cắt lại đầu rễ thì sau nó sẽ thối dần và nó không làm hỏng mất cây. Vậy là sau một hồi hì hục thì mình cũng vần được cái, bỏ được cái phần bao nó ra các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Đây, gốc như thế này mà chúng ta không xử lý thì thực sự là rất khó sống các bạn. Đây, một vết cắt. Có nghĩa là cái cây này nó chỉ còn dính mỗi một tí rễ tơ ở đây thôi các bạn. Và cái rễ cái này coi như là mất hẳn. Do vậy chúng ta cần phải xử lý cái vết cắt rất đau này của thân cây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng dao các bạn. Chúng ta gọt bớt cái phần nhựa, cái phần rễ đã bị cắt rồi đi. Sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành chúng ta bôi keo các bạn. Đây, bắt đầu thối rồi các bạn. Nếu không xử lý thì nó sẽ thối lên. Dối là một cái loại thân gỗ các bạn, nhưng mà thực sự nó rất là mềm. Riêng dối mà dễ chết nhất là khi nó thối cái lớp vỏ ngoài này các bạn. Thối cái lớp vỏ ngoài này. Và nếu chúng ta không xử lý tốt thì cái lớp vỏ này nó sẽ thối hết lên. Và nó làm cho cây dối bị chết các bạn. Do vậy cái phần này chúng ta phải xử lý hết sức là kỹ. Mình sẽ dùng loại keo này các bạn. Loại keo này là loại keo nó có cái lớp kháng khuẩn rất là tốt, và đặc biệt là bôi trong trời mưa nó vẫn cứ cứng lại bình thường các bạn ạ. Còn cái keo Mỹ Tiến mà các bạn hay dùng thì trời mưa rồi trời ẩm là nó sẽ bị bung ra. Và cái keo này thực sự là cái keo mình dùng mình cảm thấy rất là tốt. Keo liền da, sát khuẩn, vết cắt bảo vệ cây, liền sẹo nhanh. Chỉ để phần khoảng tầm hơn 1 phút thôi, các bạn sẽ thấy nó sẽ cứng lại rất nhanh. Trong khi mà chờ đợi keo nó cứng lại các bạn ạ, thì chúng ta chuẩn bị đến cái phần chất trồng các bạn.
Chất trồng thì đơn giản lắm, các bạn dùng cát pha trộn với đất, các bạn đất thường thôi. Nhiều bạn thì có trao đổi bằng những cái loại chất trồng, ví dụ như là mùn cây hoặc là vỏ sơ dừa. Nhưng thực ra mình trồng nhiều rồi mình biết. Các bạn cứ trồng bằng đất, pha với tỷ lệ khoảng 1 phần cát, 3-4 phần đất các bạn. Sau này khi cây sống rồi thì chúng ta không phải mất một cái bước nữa, là cái bước là thay đất cho cây nữa các bạn. Tốn rất nhiều thời gian, đỡ rất nhiều thời gian. Và đặc biệt là cây sẽ không phải chột, bị chột một lần nữa các bạn. Sau khi xử lý xong tất cả thì chúng ta bắt đầu đến phần lấp đất các bạn. Chúng ta sẽ lấp cao lên một chút các bạn, để cho nó đảm bảo thứ nhất là gió nó không lung lay gốc các bạn. Thứ hai là nó sẽ đảm bảo cho chúng ta có điều độ ẩm nhiều hơn để cây nó sinh trưởng phát triển tốt hơn. Mình đã chia sẻ các bạn cách mình trồng một dâm ủ một cây dưới theo cái cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được, không quá khó để cho các bạn cảm thấy nó lãng phí nhưng cũng đầy hiệu quả các bạn. Bởi vì mình cũng đã làm theo cái cách này và cây dưới nó sinh trưởng phát triển rất tốt các bạn ạ. Đầu tiên thì chúng ta chưa nên tưới vội các bạn, cứ để nó rơi vào tầm cỡ khoảng hơn một tuần. Nếu nó không mưa thì chúng ta sẽ tưới một chút thôi. Còn nếu bây giờ chúng ta tưới thì tất cả cái phần gốc nó sẽ thối hết, nó không thể sống được. Chúng ta nếu trời mưa thì có thể bọc ni lông vào, không để nước mưa nó trôi xuống đây các bạn. Mình chia sẻ các bạn một cái cách trồng dưới đơn giản nhất và đầy hiệu quả. Thực ra thì mình cũng trồng rất nhiều cái loại cây, ví dụ như cây dưới các bạn. Vẫn theo cái cách đơn giản như vậy thôi, nhưng đầy hiệu quả. Đây, ví dụ những cây dưới như thế này. Một cây dưới cũng trồng dâm ủ một cách đất rất đơn giản, nhưng bắt đầu phun lọc lên. Mình xin chia sẻ các bạn để chúng ta cùng nhau khỏi. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thân ái, chào các bạn.